Tàn bạo quá. Dã man. Rất giống nhau. Không hiểu sao người ta làm rất giống nhau. Quá tàn bạo. Điểm còn như một bức tường thành. Thôi. Phổi la liệt. Đấy. Trong kia kìa. Đấy. Giết người, đẹp giết người. Tiền cũng giết người luôn. Tiếp tục nha. Đẹp quá. Màu xanh này thì phải quay được kỹ quá. Đấy, tiểu cảnh La Hán này. Bệ rất đẹp, có một đường lũa và có một cái tay muông xuống để đón lấy cái cây tử dưới này nhé, rất là ý nghĩa và đẹp đấy. Bao nhiêu anh? Quê Lộc Vừng này bao nhiêu anh? 108 à? Xứng đáng đấy, sừng sững như trời. Tiếp tục rồi, tiếp tục còn lục vườn tiếp theo nha. Nó quá nhiều cây khủng các bạn. Còn những cây phải đứng thật xa mới quay được hết. Đấy. Con này kiểu như là da cóc ấy. Đây. Đại gia nào thích thì liên hệ với bác này nhé. Như da cóc. Đứng gần thì không quay được hết các bạn. Nó to lắm. Cái phi lao tuyệt phẩm. Lại về xa xa. Đấy, có thấy chưa? Rất nghệ thuật. À đây, có biển hiệu tên nhà vườn này rồi. Đấy, Ngọc Linh. Cái này bao tiền chứ? Con này kỹ đấy nhỉ? Rất là đẹp rồi, mới hỏi. Bao tiền nhỉ? Con này bao tiền này? Bao nhiêu? 85 triệu. Trên quê đúng không? 85 triệu. Rồi. Em chỉ hỏi giá cho các bác thôi. Đây là cái đa cái đề gì đây? Nằm trên một tảng đá. Ra màn của các bạn. Cái đa hay cái đề đó nhỉ, mà nó vấu vấu khiếp nhỉ. À cái túc à, nhìn tốt lá này. Bên này một cây nữa. Hóa ra mà con này nó được thả nước ra dễ kinh.
Đây một con túc nữa đúng không bác? Túc mà nó có cái thân như này chưa thấy bao giờ. Đây, suối. Xin phép quá là nó to quá, không quen hết mà người ta bố trí khá nhiều. La hán này, xanh này. Cây đại thụ thì rất nhiều. Chỉ có ra trực tiếp thì mới nhìn rõ là quen. Quay rồi. Triệu thì quen ra xem nó quái. Xanh Nam Điền. Xanh si của bác miền Nam nhìn miền Bắc là thích lắm. Ở miền Bắc nói về xanh si thì là chuyên gia rồi. Bonsai thì bây giờ nó cân bằng dần miền Bắc Nam rồi, nhưng mà xanh si thì miền Bắc thì là vẫn đang là, tôi nghĩ là vẫn đang là dẫn. À đây, con hổi nó đang lúa mất nửa thân này. Kia có cây sộp. Lá đỏ đang lộc rất đẹp. Hình như đây là cây mè đen thì phải. Cây mà hoang ngồi bụi thôi. Đúng rồi. Cây mè đen. Rất tài tình. Rất quái. Cây này mọc bờ bụi chẳng rào đấy bác. Nhưng mà lên đây thì nó là hoa hậu. Lục vừng. Thông. Cái lục vừng này quả đang khủng quá. Đây các bác nhìn này. Tôi vừa đi mãi mà từ đằng kia lại đây mà mới được có một đoạn, chưa quay được hết. Quy mô nó rất lớn lắm. Đấy, cây lục vừng xa xa này. Bề thế giữa trời luôn. Sắp hết pin rồi. Sung. Sam núi. Giấy này. Buông rất là nghệ thuật. Kiểu như liễu rủi. Giấy.
cây rất hay chú nhỉ. Cái này chuyển giao mến đấy, chuyển giao Hải Dương nó mang đây. Cái này đấy. Nhìn cái là thấy thích rồi. Vâng. Cũng chỉ là xanh quê thôi đúng không? Ừ, nhưng mà là Văn Giang. Vâng. Quê đấy. Nhìn cái mà thấy thích luôn. Cái này được cái bóng kiểu đẹp. Vâng. Bóng đẹp. Tuổi nó có rồi. Ừ, tuổi cái này nó chuyển đám nhiều. Vâng. Cái nhìn cái dáng rất hay, rất là quái, trong nhìn là quái cái. Chuyển đám. Ngày qua. Nó mới mang về. Vâng. Hải Dương. Đấy. Nhìn muốn vào bắt mắt ngay. Vâng. Đúng rồi, cháu vừa đang đấy. Nhiều quá. Hóa hết cả mắt. À, cây cần thăng này. Cái này đắp cho tí rêu nhìn nó đỡ. Tất này chơi quá. Nhìn giống cần thăng này, khỏe cây. Cần thăng. Vâng. Cây này hay chứ. Nhìn cây rất khỏe, dáng rất khỏe. Dụt dịt. Vâng. Làm nó bóng nhâm đẹp. Rất sụp sụp. Đều, rất đều. Đây, tán rồi. Xanh, xanh nhiều. Chắc sẽ phải làm một cái clip riêng về những cái cây mà tôi thích và những rất nhiều người ở đây thích. Mẹ thấy này của nó đẹp không? Vâng. Thế này của nó được. Thật đấy. Được. Già phết rồi. Già, cái này già rồi. Nghệ thuật rồi. Nó bị gãy mấy cái cành này thì cành mới cắt đi. Cái này mới. Đấy, nó mất cái cành gì, chắc chắn nó bị gãy. Đi nhanh không có nó hết pin. Bôi xanh. Những quả phôi khủng khiếp quá. Không biết là ở đâu ra mà nó kinh khủng này. Đây một đôi này nữa, một đôi này hay này. Đôi không hiểu. Quả này thì trông nhìn. Đây một con này con kia một cặp. Cặp trâu con này, tam đa, bộ tam đa. Con này con kia. Kinh khủng. Nguyên các cụ nuôi từ bao giờ mới được như này. Phải đây phải trồng rất chết ở trong đấy. Trồng đến chỗ. Vâng. Kia có bám tí ít đá rồi. Ra màn quá. Trồng nhiều.
bonsai mini kim sa tùng. Cái hỏi kia hay à? Vâng, đúng không? Đúng rồi. Răm là kỹ đấy, già mới có được răm rồi. Được hỏi hỏi không được cạnh. Vâng, này có đôi quả này đẹp. Đây con ổi. Đấy. Ra đây không muốn về. Nhiều quá. Ơi. Thử đâu nhỉ? Đấy. Em đây giấy xin răng rất kỹ. Đây, phiến đá này thì cũng ngon. À đâu, xoan. Ừ. Dô ra xoan. Dô ra xoan đấy. Cắt giật. Xoan. Da cái đỏ.